Xin chào tất cả các bạn. Nước Úc tạo nhiều điều kiện để sinh viên quốc tế có thể đến sinh sống và học tập tại đây. Tuy nhiên, Úc cũng có những cái quy định rất là chặt chẽ để duy trì cái an ninh xã hội, chất lượng giáo dục của mình. Sinh viên quốc tế khi học tập tại Úc nếu vi phạm các quy định của chính phủ thì tỷ lệ bị hủy cái visa du học ở Úc rất là cao. Việt Nam là quốc gia đang đứng thứ 5 về tỷ lệ du học sinh bị hủy visa rất cao. Nếu bạn đang và sẽ có ý định du học Úc thì đừng phạm vào những lỗi sau để tránh cái tình trạng bị hủy visa mà mình không biết. Những lỗi khiến du học sinh bị trục xuất, hủy visa du học luôn là điều ám ảnh đối với du học sinh ở Úc. Bởi Úc có những quy định rất chặt chẽ để duy trì an ninh xã hội lẫn chất lượng giáo dục của mình. Nếu bạn đang và sẽ đi du học Úc thì đừng nên vi phạm các lỗi có thể bị hủy visa du học sau đây. Thứ nhất là đi du học với mục đích không phải du học, với mục đích là trốn ra ngoài đi làm thì dừng suy nghĩ ấy ngay lập tức. Bỏ học hay trốn học nghĩa là bạn đang sống bất hợp pháp ở Úc. Với chính sách nhập cư ngày càng chặt chẽ thì một khi đã phạm luật sẽ không thể xin định cư Úc. Nếu bị bắt quả tang đang sống bất hợp pháp, bạn sẽ bị trục xuất về nước, bị tịch thu tiền, bị cấm không được quay lại Úc trong một thời gian. Đồng thời, gia đình bạn sau này muốn đến Úc sẽ rất khó khăn cho tiền sử gia đình đã có người vi phạm luật Úc. Thứ hai là chiêu trò gian lận. Nhiều du học sinh sắp hết hạn visa đã làm kết hôn giả với công dân Úc để xin visa theo diện hôn nhân để được tiếp tục ở lại Úc. Chi phí cho việc này rất cao, khoảng 80.000 đô la Mỹ. Và dĩ nhiên, nếu bị phát hiện, bạn sẽ bị hủy visa và trục xuất về nước ngay lập tức. Ngoài ra, nhiều trường hợp tìm cách lách luật bằng cách chi một khoản tiền để gia đình người Úc nhận du học sinh dưới 18 tuổi làm con nuôi. Dĩ nhiên, trước tiên du học sinh này cũng đã làm giấy tờ giả nhằm chứng minh họ thuộc diện mồ côi ở Việt Nam. Thứ ba là việc làm chui làm thêm giờ. Nhiều du học sinh đăng ký visa học trường ưu tiên, nhưng khi tới Úc lại tìm cách chuyển sang trường có học phí rẻ hơn hoặc không phải đi học nhiều để trốn học đi làm, dù chỉ được trả mức thù lao bèo bọt khoảng 8 đô la Úc một giờ. Việc này đã khiến cho du học sinh vi phạm quy định làm việc 40 giờ trên 2 tuần và đối diện với nguy cơ bị trục xuất bất cứ lúc nào nếu bị phát hiện. Thứ tư là kết quả học tập kém. Nhiều trường hợp du học sinh bị rớt quá nhiều môn, bị trường hủy giấy chứng nhận lưu trú học tập hoặc do làm giả bằng thi tiếng Anh, thiếu giấy tờ chứng minh tài chính, không đủ tiền đóng học phí. Luật pháp Úc quy định du học sinh phải có số điểm danh trên 80% mới có thể tiếp tục ở lại. Nhà trường sẽ báo số điểm danh của du học sinh tới bộ phận quản lý nhập cảnh. Bất cứ du học sinh nào không đi học đầy đủ trên 80% sẽ bị cắt visa. Tiếp theo sẽ là yếu tố chuyển trường không đúng luật. Không ít visa của du học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam, bị hủy do thiếu hiểu biết về luật chuyển trường. Việc chuyển trường có thể do trường mình học không có khóa mình yêu thích, cho gia đình làm ăn suy sút, khiến cho việc đóng học phí trở nên khó khăn. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về quy định chuyển trường khi visa chưa được 1 năm, khiến du học sinh có thể nhận được thư cảnh báo hủy visa của Bộ Di trú Úc. Và yếu tố cực kỳ quan trọng là việc các bạn đã vi phạm luật pháp Úc. Khá nhiều trường hợp du học sinh Việt đã không thể tiếp tục học tại Úc do vi phạm các luật bản địa. Hãy nhớ rằng, để duy trì một xã hội văn minh với cộng đồng nhập cư đông đảo như vậy, thì hệ thống luật pháp của Úc rất chặt chẽ. Do đó, người nào vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc. Còn đối với du học sinh và người nhập cư nước ngoài, chính phủ Úc không ngần ngại cắt visa và trục xuất về nước để xã hội Úc bớt phần gánh nặng. Hy vọng với những cái chia sẻ về những cái lỗi mà du học sinh cần phải tránh khi du học Úc để tránh bị hủy visa thì các bạn sẽ có thêm những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức riêng dành cho mình. Mọi thắc mắc về thủ tục hồ sơ du học Úc, các bạn có thể truy cập vào website duhocuc.info hoặc là trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.